kỳ luôn. Giờ ông kia đi, anh gọi ra. Trả bao nhiêu? 300 mày. Trả bao nhiêu? Em bảo là 600 thôi. Đây anh đi, cái kia thì nói làm gì? Này anh nhìn của em quý bạn thế này, anh chỉ thay vào cái chậu tàu 70.000, 80.000 anh chơi sướng đời. Ông bảo là anh giả rẻ quá. Đây anh đi cả chợ anh thấy cây được mừng là bạn của em. Bên nhìn này. Củ thôi, giả thêm 5 sập nữa đây. Không bán được. Đây mấy rồi? Dạ 3 lít rồi chưa bán, bây giờ giả thêm 5 sập nữa mà chưa. Đấy. Ông Ngọc Mai của là nhìn quen quen anh nhỉ? Củ. Có cái củ này. À hình như của Lê Minh Tuấn. Này anh chỉ có mua cái trong tàu 7-8 nghìn. Có cái tử đây tốt. Làm cái rơi xuống đây. 3 lít 5 cặp thế. Không bán được này thôi. Cái rơi xuống thôi. Nhưng mà lâu. Lâu ấy. Xanh Nam Điền. Làm cái ngọn nó rõ lên tí, tay rơi đón cái tử này. 4 triệu. Anh ơi, có những cây nó chỉ đến đây thôi nhưng nó gần 1 tỷ. Cái này không phải là sẵn làm gì. Trực, Vũ Phúc anh. Trực này bị hiếm. Không em nói thật mà. Cây đẹp phải không ạ? 70.000 chậu tàu phải nhỏ hơn chứ, cái này to quá, cái cây luôn cây chậu tàu phải nhỏ, nhỏ anh đặt bàn uống nước rồi khách cứ anh tiếp khách vào thích không anh cứ để một tuần cho em xong anh sẽ cho ra thỏa mãn. Dạ, đây toa đấy của kia, kia đây, toa đấy. Cái này cái chiếc của anh mà. Đẹp quá. Kỹ nhỉ. Kỹ quá, kỹ quá, tay chốt của nó đẹp như thế này mà. Sạch sẽ quá, đẹp đẽ. Bây giờ cây nó rẻ, chứ cây này mà như cái lúc đắt thì nhiều tiền lắm. Tiền lắm. Nhìn nó già đấy chứ. Già quá già. Sạch sẽ rồi, chỉ có chơi. Chỉ có chơi thôi. Chỉ có chơi thôi. 5 triệu rưỡi. Cây ở ống hướng sang đây, chả biết cây của ai đây, cứ quay thôi. Ra chợ các bác thấy cây là quay thôi, các bác thiếu thông tin thì thông cảm. Đấy, cái tùng này hay làm à, rất là điệu. Thân chính này thì cắt đi rồi. Đấy, còn đâu là làm tán. Đây chỉ là một nhánh. Đơn hồng. Hình như là đơn hồng. Đơn hồng, manh trương không lên. Chỗ này trước để xe ô tô bánh trương nhưng mà nay không lên, nay chắc đi triển lãm rồi, triển lãm kiếm ăn tốt hơn. Đang chuẩn bị rất nhiều hoa các bạn này. Đấy, nay thì chắc vài cây nó ghép lại thành một rừng này, 1, 2, 3, 4, 5 cây. Chả biết của ai. Quay được. Ai mua chăng tôi bán chăng cho. Chậu đẹp nhỉ. Cây của anh Trung à? Chậu đẹp nhỉ. Cái chậu đẹp nhỉ. Cây dưới này bao nhiêu anh? Cái dưới này thì bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu cả chậu đẹp nhỉ. Như chậu đồ cổ ấy nhỉ. Yeah.
cây của anh Trung Dâu. Chậu rất lành lặn. Không ơi. Mọi người anh rồi. Chợ hết rồi. Hết rồi. Tây Ngoài kết thúc rồi. Đá này gọi đá gì đây? Đá là đá da voi. Da voi. Cả cái này thì bao nhiêu? Cái đấy là 2,5 triệu. Là cả cái khay này, cả cái máng này. Tất luôn. À, 2,5 triệu về tất. Da voi. Đấy, kiểu như là trộn bê tông cũng không phải. Nguyên bản đẹp tự nhiên đấy em. Vâng. Đào dưới đất lên đấy nhỉ. Đấy, sao đổ nước mà luồn luồn nước cá kết cuối qua đây này. Cuối đổ. Số của mắt chung thì anh em mà chưa có thì tôi gửi cho nhé. Đỡ phải đọc lại để khi nào nói chuyện. Đấy, đây tóm lại là cây của anh Trung. Anh em thích cây nào thì liên hệ nhé. Lần sau đi mang cả cái mũ đi, đỡ nắng em. Có mũ bảo hiểm à? Tích tác phẩm nào thì cứ liên hệ anh Trung. Rổ giá lúc ý thì nó thực tế hơn bác nhé. Đó, thiện chí thì kiểu gì có đồ mang về, quan trọng thích hay không thôi. Thì báo giá bây giờ chỉ cắt tham khảo cho bác được thì áng áng khoảng vài triệu một tác phẩm. Đấy. Vì giờ mấy trăm nghìn thì không có đâu. Nói luôn là như vậy. Quá đẹp luôn. Sáng sáng cổ. Đá này cũng rất là kỳ này, kỳ quái này. Khá là tự nhiên đấy. Đấy, đường rãnh như thế. Tường vi nó ăn vào đá rất khủng khiếp. Mặc dù là dòng da khá là mỏng nhưng mà bò sẹo rất nhanh, mà bè vào đá cũng rất nhanh. Tường vi với lại cái du về khủng nhìn thấy luôn. Đi đá rất là hợp. Cây của Dũng hả anh? Cây của Dũng. Không biết vào đòi bao tiền. Không biết đòi bao tiền. Cây này hình như của cái xưa của Hiển mà. Hiển Văn Giang thôi. Hình như ngày xưa của Hiển Văn Giang. Nhìn ngoài đẹp. Nhìn ngoài đẹp hơn ở ấy đấy. Ảnh này. Nhìn ngoài thấy đường thân này. Nhìn ảnh cảm giác nó bé. Đẹp. Đường lắc liếc sướng. Nhìn cái ngọn này phê quá. Hình như ngày xưa Hiển ở dưới Văn Giang ấy. Hiển lắm đồ này. 45. Chuyện nhiều hàng đẹp quá. Đâu, còn mấy cái cũ này. Lâu lắm có mua cái nào đâu. Nhìn đẹp đấy. Thì cứ nuôi nó lại cắt. Chả có mua được cây mới thì cắt cây cũ. Thì đâu mới đẹp. Lâu lắm có dám mua cái gì đâu anh. Đấy, khi mà ngày xưa nó vào dây tất nhiên vào hạn chế thôi. Và uốn ấy, thì cái lúc mà
nó chuẩn bị ổn định đổi màu da như này, này. Thì nhìn nó lêu nghêu, nó chán, bây giờ nó sẽ đỡ đi. Tất nhiên nó không thể nào nó bằng người cắt giật được, nó cứ chùn như cắt giật, nhưng mà nó sẽ đỡ đi, đỡ đi. Tất nhiên không phải vào dây mà kín hết cái thân gì, thì cái đường, những cái đường như này không bao giờ là hết được. Còn ở đây là vào dây nó vẫn hạn chế, không không quá lạm dụng. Đây này nha, đẹp không? Đây này. Đấy, có cây này xi này chắc đẹp nhất chợ rồi. Ngày xưa là cũng cắt từ cái đấy xuống đây. Ngày xưa là cắt từ cái cổ là xuống đây. Cắt cổ cây khác đây. À. Nó mới được. Đấy, già luôn từ lúc chưa sống. Hồng phết nhỉ. Cúp đỏ. Tai chuột cúp đỏ. Thằng Hiển Văn Giang. Đẹp. Cái tay này mà làm hay tí nữa thì đẹp hơn nhiều. Lạm dụng quá. Không, cái này hay. Đấy. Nhìn cái đoạn này, nhìn cái đoạn này sướng thật. Đoạn hấp dẫn. Để cho bọn cá cao lên để trông mỏng, để bay ra làm điều cạnh cối điểm nó đẹp. Nói chung này như này như tranh tàu, làm này như tranh tàu. Nói chung ạ. Đấy, về làm đá xong rồi. Đá lên đẹp. Khó chịu đấy, nhìn khó chịu đấy. Thôi quay thế rồi nhìn nhiều khó chịu. Đấy. Cây xi của anh Dũng Hoàng. Đấy. Đấy, cây suối này cũng ghê gớm đấy. Chưa nữa chốt. Chốt á? Chốt. Đẹp nhỉ. Mạnh. Nghĩ là chơi cái gì. Ờ. Về chắc phải làm kỹ lại cái tay phóng này. Hả? Anh nghĩ là cái chậu cũng cả. Cái chậu này không hợp với cái này. Mình nhìn là thế thôi. Em ấy, em sẽ làm lại cái tay phóng. Bắt đầu từ cái uốn xuống khi là nó nhanh đẹp đấy, ta chờ có những cái đồ như này phê đó, đẹp đấy. Nhìn cái này nhìn thấy trên mạng thì nhiều thôi, nhưng mà nó xấu hơn khi mình nhìn thực tế quá. Thực tế nó gấu hơn và nó kỹ hơn, kỹ hơn.